Chào các bác, đây là cái máy cắt cỏ tự hành của Ryobi nhé. Cái này mình không phải đẩy mà nó tự chạy. Mình bóp là nó chạy. Bây giờ em sẽ rửa cho nó sạch. Cắm điện đi. Bác nào có nhu cầu về cái máy cắt cỏ động cơ 4 thì tự hành thì cũng vui lòng liên hệ cửa hàng 0922 400 500.
trong vòng quay của nó là 2800 vòng trên phút. Cái nữa đường cắt của nó là 460 mm. Bác nào cũng có nhu cầu về máy cắt cỏ thì cứ liên hệ cửa hàng nhé, 0922 400 500. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 190cc nhé, đầu Yamaha. Giá có 3 triệu đồng các bác ạ. Có 3 triệu đồng một con máy rửa xe đầu Yamaha này. Có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ cho số điện thoại 0922 400 500.